mình đang mấy các ông chuẩn bị đi đón các cháu lớp 1 đi đón học sinh, ngồi chờ đón các cháu ngồi nói chuyện. 9 giờ gọi không gọi, đéo đi nữa. Vừa ngồi với nhau rồi giờ không ngồi nữa. Có pha nước rồi, pha nước đéo uống. Đây. Uống mình uống gì? Kẹo ăn thì thuốc lá hút đâu. Không uống được. Không, không ăn. Không ăn. Không ăn. Kẹo ăn thì thuốc lá hút đâu. Không ăn. Không ăn. Không ăn. Mà cũng không. Vừa ngồi uống nước ở cái quán nhà Cương Độc. Thế là sắp đến giờ mà nó lại bốc luôn túi. Còn một đĩa bà ấy ít thôi, bà ấy cho một đĩa đầy cả. Thế thì em đầu tình hoàng nó vẫn vào nó ngồi. Tớ nhìn thấy Minh ngồi đấy. Nó thấy anh đi vào vài ba bốn vài ba bốn hôm lại vào. Hôm nào tôi đi sát gạo mùa đông tôi lại vứt mẹ đấy, tôi lại đi vào đấy. Ngồi khoảng độ nửa tiếng ra hết cái người xong bắt đầu rồi. Có hôm sát xong rồi sát nhanh lên thì mẹ về một đống cương, không có gì còn. Hết mẹ gạo rồi. Hết mẹ gạo rồi. Bảo ông Phan thì sát nhanh đi. Phan à? Phan sát gạo ở chỗ chợ lục cũ ấy. Nhà nó ngoài phố ấy. Phan ở đây thì cứ đằng kia đi tiện hơn thì lại vòng đằng kia, đằng này đi tiện hơn lại vòng đằng này. Từ hồi không để khóc ở nhà bà ngoại đi ở nhà thì cứ toàn đi đường này ra. Ngày xưa để nhà bà ngoại đến hôm vừa rồi thằng cậu nó làm nhà thế là bán mẹ hết thì vớt lại ít mang về. Ăn đủ ăn. Trời thì uống trời muốn mưa này. Sắp mưa đó. Chấm ấm ẩm. Mưa giờ lúa đẹp. Chấm mà chấm. Mưa trận hôm nọ lúa đã đẹp rồi. Mưa nhìn đập lên lắm. Hôm nọ mưa mẹ ngập nước đấy. Đập lên lắm. Đập lên lắm. Đập lên lắm. Bây giờ thì có đắp nữa. Không cứ cho chảy tự do lặng nhiều hơn. Đúng rồi. Bơm tháng ngay chiều đã hết lúa nước rồi. Có thằng nào đắp đâu, đâu cũng đang còn phẳng lên đồng địa đông gì. Đồng địa đông bậc thang nó mới mất nước. Mất nước hết, nước cao trên cao hết, hỏng hết. Dưới thì được, cái mùa này ấy, thì thằng nào thấp thì thằng đấy được. Ông thằng đồng, nào ông cũng đồng, đồng, ông đồng ra nhà anh chơi. Cứ ra thằng này. Ông đấy giờ đâu cũng chơi được. Chơi thằng thì cháu cả chứ còn nuôi nợn mấy này, đồng rượu. Chim cò rồi cả. Đéo có, rượu đéo có nữa thì giờ về. Có mấy con chim cò nuôi cho cứ ra cổng, vào cổng, ra cổng, vào cổng. Đéo có việc gì ngồi chơi. Đéo ngồi mình già. Tôi bảo rồi, làm mẹ vài năm nữa cháu bỏ cũng được. Đây ông trong gạo ông đảo đảo. Chơi, thích chơi. Thích chơi, giờ chơi còn chẳng. Đéo có chỗ chơi, đéo có chỗ chơi. Không đánh. Rượu không uống. Đấy, ông đầu không uống rượu nhỉ? Nè, không nghiện đá, nghiện. Đúng rồi. Ông đầu không uống rượu nhỉ? Không, bây giờ là một gần hết rồi. Cao biết cao. Cổ cùng cứ tẻ thôi. Trước thì anh uống đâu, thì gọi uống đâu. Hôm trước thì vẫn uống là khá, giờ uống ít lắm. Giờ gọi là làm rất to. Thôi, cứ tẻ thôi. Xong là làm mà bát cơm đứng dậy. Vui lắm, hắn vui lắm, ăn uống thế thôi, vui lắm mới làm tí thôi. Ông này cũng thích hoạt thôi rồi. Cá bướm cao thì bỏ rồi. Ông này cũng thích hoạt đấy. Bây giờ thì ông thẳng rồi. Bỏ nhựa chết. Không phải, cá bướm cao thì bỏ cũng được, không sao. Cháu ba cứ uống ít, uống ít không sao. Nhưng mà đang nói là bỏ việc ý. Bỏ việc là dở. Tôi bảo rồi. Ông mang cái máy đằng kia ông ra úp vào đi. Xong rồi ông bức tắc, ông không mua nhiều, ông mua hai con thôi. Thì là ông vẫn có việc. Thì ông bỏ đi, ông bức đi, ông bảo chơi đi. Nói ông biết thì trẻ chơi, không có việc chán lắm. Chơi với ai, người ta đi làm không ở nhà chơi với ai. Đấy là một vấn đề hai nữa. Nói thẳng một câu là ông không dồi dào được tiền tiêu nữa. Không kiếm ra tiền là tiêu bị hạn chế. Ông cứ rút ở trong két ra là cụt dần. Hello, tạm biệt các bạn.